Ronaldo và Al Nassr tràn đầy tự tin đón tiếp Abha trên sân nhà. Đội bóng thủ đô Saudi Arabia đã giành chiến thắng trong 6 trận đấu liên tiếp ở giải vô địch quốc gia, 10 trận liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Cá nhân CR7 cũng ghi bàn trong 6 trận ra sân liên tiếp. Thế nhưng, trước đối thủ yếu hơn rất nhiều, Al Nassr lại không thể giành chiến thắng. Trong ngày Ronaldo tịt nòi, Al Nassr đã rơi điểm đáng tiếc khi hòa Abha với tỷ số 2-2. Bàn gỡ của đội khách được thực hiện ở phút 90+2. Với kết quả này, Al Nassr tạm thời xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Saudi Arabia với 19 điểm, kém đội đầu bảng Al Tawun 3 điểm. Thực tế, Al Nassr đã có chủ trương đánh phủ đầu để nhấn chìm đối thủ yếu Abha. Họ tạo ra sức ép khủng khiếp và không cho Abha cơ hội lên bóng. Ngay ở phút thứ 3, Otavio đã mở tỷ số cho Al Nassr. Tới phút 28, tỷ số được nâng lên 2-0 cho đội chủ nhà sau pha lập công của Anderson Talisca. Những tưởng Al Nassr có chiến thắng dễ dàng trước Abha nhưng mọi thứ lại không tiến triển theo mong muốn của họ. Có lợi thế lớn, Al Nassr thi đấu chủ quan. Phút 36, Abha đã có bàn thắng từ chấm phạt đền do công của Begi. Trước đó, Otavio là người phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền. Trong những phút tiếp theo, Al Nassr vẫn tấn công nhưng phung phí cơ hội. Ronaldo thi đấu không tốt trong trận đấu này. Tiền đạo người Bồ Đào Nha tung ra 6 cú dứt điểm nhưng chỉ có 2 lần trúng đích. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Al Nassr phải trả giá ở đúng phút bù giờ hiệp 2. Ikambi đã dội gáo nước lạnh vào Al Nassr sau cú sút xa đẳng cấp, san bằng tỷ số cho 2-2 cho Abha. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.